thăng bằng có cái quạt bo. Phú ông xin đội ba bò chín trâu. Thằng bò mẹ này đi câu không biết được con cá nào không. Buổi trưa này nắng đẹp quá ạ. Em tranh thủ đi vào đây nào cũng có mưa rồi đấu cảnh. Trời nắng mà rất là rét quá ạ. Em sẽ ra cái suối này câu này. Suối mùa đông ở trong vắt luôn. Ra cái suối trong có cá nữa. Buổi trưa chủ nhật em tranh thủ em đi câu thì các bạn cò bay à. Suối mùa này nước cạn lắm, trong veo. Cá con bơi nhiều lắm nhé, rất nhiều cá mương con, cá mương to rồi. Ngoài kia em thấy mấy con bơi rồi. Tí câu cho khu này chắc ăn thua đấy. Rồi làm mấy con về nấu canh quả sổ ăn. Trời này trong xanh không? Không có bóng mây ở luôn. Trong vắt. Trời ngày mà đi vẫn lạnh lắm. Tầm 14-15 độ hôm nay. Đêm nó xuống có 4-5 độ. Thì em sẽ câu vào con sapun này. Thìa lượn. Con nó chỉ bé này thôi. Khá tự làm. Và cái cán thìa inox. Ngày xưa em còn câu một cái con mồi nó bé tí nhảy cơ. Cá mương mẹ hơn cả đầu đua. So với con bây giờ thì nó khác nhau hẳn. Câu này vẫn nhảy, vẫn cắn được mầm. Nhưng không thích câu. Câu bằng con to to hơn tí, nèo cho nó đậm. Rồi. Hy vọng làm chục con về ăn. Lâu lắm mới không đi câu cuộc. Hết cả chân cả tay. Lâu lắm mới không câu bằng cái cần này. Quả cần này câu lên rất nhiều cá rồi. Đi nào. Các bác tin sát lém phát đầu tiên dính luôn không? Câu mương này phải kéo nhanh. Con mương nó bơi nhanh lắm. Vừa thấy mấy con bơi đây mà. Đấy. Cứ phải xuống chỗ chảy. Chảy ăn thua hơn này. Hôm nay hơi gió. Không sao. Cá mương nó hay rất ở cái chỗ mà đường người ta đi qua đi lại ngầm ô tô ấy. Không hiểu sao lại thích ở những chỗ như thế. Không thấy con nào nhỉ. Nó dí điện hết rồi. Lém bên cửa suối này. Cá nó khe nước thì chắc là ra đấy. Ở nguồn nước chảy ra là có thức ăn nên là hay cá nó hay tụ đấy phết ấy. Con đầu tiên của cái mồi này nhằng rất dễ bung nhé. Các bác thấy một con chưa? Đây là con đầu tiên của em ngày hôm nay. Tí cố kiếm chục con này thôi. À đồ ăn này đây.
nó bị táp phát móc ở dưới hàm móc lên. Cá này nó hay bị móc ở đấy. Một chú đầu tiên, con này mồm rộng lắm, có xem mồm rộng nhai cơ mà, mồm rộng lắm. Cho nó vào giỏ thôi. Cô kiếm 5-6 con là đủ ăn rồi. Ui, giờ lạnh á. Nói chung mỗi kiểu câu đều có đam mê riêng của nó. Em thích câu cả suối này, nhẹ nhàng. Suối bé, cần bé, mồi bé, cá cũng bé nhưng mà có lúc cá còn to phết đấy. Câu rất là hay. Cứ là đi câu là thích rồi. Đâu nhất thiết là đi câu biển, câu hồ. Nước trong quá. Hy vọng là này hay có cá. Không biết con nào đuổi luôn. Ây à, có con ở đây. Con thứ hai. Con này thì nó đớp vào mồm trên này. Đớp phát bên trên. Câu được thì bóp. Thì thả nó đây. Thông thường thì bóp vào gáy cho nó chết luôn ấy, thì nó tươi hơn nhưng mà trơn quá khó bóp. Ấy, 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 có con nó đuổi theo vì âm. Câu suối ấy, cái là bờ nó rộng rộng rạp lắm, khó câu. Thấy con cá mương này phàm ăn lắm. Ấy, có con nó đuổi theo kìa. Dính ngay, dính 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 tiếp rồi này. Câu ngay đoạn lông tuyệt này. Này. Con này to chưa? Khâu mồm nó vào luôn này. Thông thường câu là bóp phát gáy này cho nó chết luôn ấy, thì nó tươi luôn. Hóa kiếp cho nó luôn. Đỡ giấy ruộng nhiều. Đoạn lông lông thì trông thế mà nhiều các bạn. Rất dễ câu nữa đoạn lông này. À, em giữ thấy bọn này mà có fly câu thì thôi rồi ấy. Em đang định chuyển sang môn sóng đấy, có cần Tenkara nữa. Giờ đây con mương thích chắc, con mương bé lắm, nó có phi là đớp 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 đớp. Cứ cơ bọn nó sắp sắp thì chạy chạy ấy. Rất thích nhé. Đi chỗ khác. Chỗ này nó bị dỉa nhéo mà. Ngoài sâu ấy nhỉ. Bụng ngoài trước có chảy ấy. Người ta làm hỏng hết rồi. Biết đâu may mắn là mình được con chày sao. Chày không được nhưng được con mương này. Con mương bé. Ngoặc hơi ngoặc tí ở ngoài cho nó vào rõ chứ thôi. Tí mất may là bóp nó rồi. Cá chày ngày xưa chày đất sông nhiều lắm. Đấy, lại là con mương ấy. Rất là nhiều mương vãi. Em hai phát được hai con nhưng mà mương hơi bé. Ngóc phát cái múi bên trên rồi. Ngóc phát trên múi nhé. Xiên là nổ múi nhỏ.
Mấy con này nó đuổi theo mồi, cứ đuổi theo nhăng nhăng nhăng. Đuổi ác. Mấy con này bé nhưng mà thuộc loại cá cả sông. Cái câu lua chủ yếu là đầu loại này nhiều nhất. Lua suối. Này có mấy con nó bơi xuống theo tận đây. Bây giờ chỉ hy vọng số bọ đỏ một con trời cân nó đớp vào quay clip cho các bác xem. Trời ở nơi đâu? Đấy, lại dính con nữa này. Con này rất nhạy. Thế chắc hôm nay được cả cá rán, được cả nấu cá, nấu canh rồi. Nhớ tầm 20 con. Đoạn này tự nhiên hôm nay nhiều cá đấy. Hình như trời lạnh nó hết xuống, hết những bụng sâu sâu này. Đấy, nó đớp 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 nước nhiều phết đấy. Đấy, có con ruội ra rồi. Cá nó hay dưới đuôi bụng lắm. Ấy, có con to phết. Trời này ngồi trong nhà thì lạnh lắm, nhưng mà đi ra ngoài xong rồi hoạt động tí sưởi nắng rất là thích. Giờ này thì đi leo đồi lên rừng thì là thích lắm. Chào mào hàng đàn các bạn nghe ríu rít ríu rít câu của bờ sông hay, cảnh thì đẹp, chim hót hay, cá lại bơi tung tăng nhé. Nào con trời đây nào. Ôi bảo là con trời ở dưới nước mương. Trời nghe phải đâu. Này con này đớp vào mồm nhé. Đớp phát rách cả bên này. Rách bên này. Một chú. Cứ mỗi vụng được một chú. Mười vụng được mười chú. Rồi chuyển đi câu. Cá thì được mấy con các bạn. Đây. Còn này đủ nấu canh rồi. Tiện đây em thấy có cây sổ lụa đây luôn. Vào nhặt mấy quả này. Nấu canh. Đây, sổ đây. Đây, sổ các bạn. Mùa này nó rụng hết quả đất rồi. Quả đây này. Quả sổ đây này. Có không? Quả rụng này mới thơm này. Quả này về nấu canh cá mà nấu mấy cá mương thì tuyệt vời luôn. Khỏi chê. Cây ra đây này. Trên cây vẫn nhiều quả lắm, nhưng đặt quả xanh thôi. Quả xanh nấu không ngon đâu. Bật những quả chín chín như này, những nhà quả dụng bị sâu, dụng là thơm nhất. Quả này về ngâm rượu cũng ngon. Thôi, làm quả này với mấy con này thì hết ý. Thôi, chào các bác, em làm mấy quả về nấu canh ạ. Thế là tối nay có bát canh ngon rồi.